Xin kính chào Phương, bà, cô bác và quý anh chị em. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 1 tháng 8 quý vị ạ. Khánh đang có mặt ở đây là khuôn viên của nhà xứ thuộc về giáo xứ Gia Yên. Giáo xứ Gia Yên thì đang là xây dựng công trình ngôi thánh đường mới đây quý vị này. Ngôi thánh đường được xây dựng đã được mấy tháng nay rồi. Và tiện thì Khánh cũng để quay cho quý vị xem là ngôi thánh đường mới được đổ bê tông phần sàn phía hầm phía sau cuối nhà thờ đây quý vị này, phía có thể gọi là cuối hoặc là đầu nhà thờ quý vị ạ, vì đây là phần tầng hầm đây quý vị này. Đây là khu vực mà ngôi thánh đường đang xây dựng quý vị này. Quý vị có thể thấy độ cao của ngôi thánh đường tương lai sẽ như vậy quý vị nhỉ. Những cây cột cũng đang được tiếp tục đúc cao lên quý vị ạ. Rồi quý vị có thể nhìn thấy đây, khu vực này là gian cung thánh đây quý vị này. Tiện đây Khánh xin báo với Cương và cô bác ở xa mình cũng xem lại để biết là tiến độ nhà thờ Gia Yên tới đây rồi, bởi vì lâu rồi Khánh chưa trở lại đây Khánh quay ngôi thánh đường để quý vị theo dõi công trình nhé quý vị. Đấy quý vị ạ, nói chung là đường chân móng của nhà thờ đang được làm cũng gần xong giai đoạn chân móng cột ở dưới hết rồi quý vị này. Hôm nay tiện Khánh ra đây là bởi vì Khánh sẽ quay ngôi thánh đường được đón Đức Giám mục của Giáo phận Xuân Lộc mình đấy quý vị, về ban bí tích thân sức cho các cháu trong giáo xứ Gia Yên đây luôn quý vị ạ. Giờ này là 7:30 và theo Khánh nghĩ bình thường thì 8 giờ sẽ được đón ngày về. Khánh mời quý bà của bác mình cùng xem một chút quang cảnh của khu vực nhà ngôi thánh đường đang xây dựng đây, cũng như là lễ thêm sức của các cháu một chút để quý vị biết về tình hình của giáo xứ quý vị nhé. Đúng rồi đấy. Cái này tầng hầm ở dưới gian cung thánh đấy. Quý vị thấy chiếc chuông, chiếc chuông phòng làm trên tháp chuông được làm trên cây vú sữa đấy quý vị, cây vú sữa cũng lâu đời lắm rồi.
chức cho các cháu nhận lán bí thí thần sơ kê quý vị là được 141 em quý vị ạ. Lần trước mới cách đây trong vòng một tháng thôi á, thì lễ xin tổ rước lễ lần đầu của giáo xứ tổ chức cho các cháu thì được 200 em đấy quý vị ạ. Đây quý vị thấy hôm nay khu vực này là khu vực sẽ tổ chức thánh lễ quý vị này. Trong cái tầng hầm của nhà mục vụ, nhà giáo lý vậy thôi quý vị ạ. Sứ đại diện đây quý vị. Bữa ngày cũng ốm quý vị ạ, nhưng mà may mắn hôm nay quý vị thấy ngày khỏe rồi đấy. Mọi người đang chuẩn bị đón Đức Cha về quý vị ạ. Đây, mọi người đang chuẩn bị đón Đức Cha. Hết nghĩ là kế hoạch là đón ngài ngay cổng của nhà thờ của giáo xứ, nhưng mà chắc ngài sẽ xuống từ ngoài đầu đường quý vị ạ. Đây là hội trống của giáo sư Gia Yên là cái gì ạ? À, cái ảo. Đây là cái ông giới chức sắc tân cựu quý vị ạ. Vâng. Thôi kèn này sao chẳng có mũ ra. Mũ để quên rồi. À ướt rồi. À đi mua gần ướt rồi. Đây, quý ông, quý bác này. Vâng, đây. Hôm nay ông nào cũng đẹp hết. Vâng, vâng. Vâng, ngó vậy thôi, quay về mai mốt ngó tivi không ạ? Vâng, 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 dạ. Vâng, vâng. Đây, quý bà đó quý vị này. Vâng. Quý bà quay phim này. Đây, ê. Mai mốt cho con cháu nó xem quý bà mặc đẹp quá này. Nha. Đây. Đây cái bà đây à, bỏ khẩu trang đi nhỉ hay là đeo ta vâng quay cái bà mấy mốt cho con cháu nó xem bà nào cũng đẹp dạ. À vâng dạ cô vâng quý ông vâng chào quý ông đấy mọi người đang chuẩn bị đón Đức Cha ở một cái dòng bên hông của nhà thờ quý vị dòng Kim Hoàng và truyền thông cái gì bác? Dạ chính sư cũng đang ra để đón ngài bán Đức Cha về quý vị ạ. Thank you.
Yeah.
Thân thể cho dù là do hãng hai lân ngoại, đâu
Và trong ngày thứ nhất này, Chúa phục sinh đến với các tín đồ
và ngài là một cử chỉ rất ý nghĩa và quan trọng. Các ngài là những điều có thể ta nghe là sự kiện đã quá rõ ràng. Tôi nghĩ không phá vỡ được các ngài, dù dừng cấm rao giảng danh Chúa Giêsu Kitô, nhưng lời truyền đến vô nghĩa, các ngài vẫn cứ dũng cảm để rao giảng Chúa Kitô đã tiến sống lại. Dù các ngài bị công nghị truyền đến lòng, và sau một lần đòn đau từ công nghị bước ra, thánh thư luôn là do anh lại vui mừng vì thấy mình xứng đáng chịu khổ vì danh Chúa. Sự đổi mới của chúng ta là đưa các cái kinh nghiệm là hai người như vậy. Chúng ta cần một vương đi luôn xin đã đưa các cơ đồ vào ngày ý thức trong tuổi của Chúa Phật sư. Cái ngày thật là kỳ diệu, ngày lạ lùng, và các ngài nhìn cái ngày ý thức trong tuổi Chúa Phật sư trải qua các thời đại đến những lâu nay, các ngài được bằng chính ơn thánh thần đã đến từ Chúa Phật sư mà truyền cho các ý thức để qua các thời đại, qua xã hội, trên nền tảng các cương đồ truyền đến chúng ta hôm nay. Cùng một Chúa Thánh Thần, ngài đã đến cho các cương đồ năm xưa, ngài đến với tất cả các tín hữu đến chúng ta hôm nay. Và anh chị em biết rằng chúng ta có phước được bước vào trong nhóm của Chúa như là cái cương đồ sau luôn. Sau hành trình truyền giáo đầu tiên của năm 48 trở về với tín hữu tại Antiochia, với ông nguyên rằng Thiên Chúa đã cho qua chúng tôi và Thiên Chúa đã mở cửa nước đi cho muôn dân bước vào. Gia đình của Thiên Chúa không còn giới hạn của dân xưa nữa, mà cửa nước đi đã mở. Tất cả những ai đón nhận lời loan giảng của các cung đồ, đón nhận thánh thần của chúng tôi cũng xin đều bước vào qua cửa đi vào nhà của Thiên Chúa, trong đó có chúng ta hôm nay. Muôn dân có những ngày hôm nay, chúng ta đón nhận lời lao giảng của các cung đồ, đón nhận đức tin của giáo hội, chúng ta đã qua cửa đức tin bước vào nhà của Thiên Chúa và chúng ta đang được sống chính những gì mà Chúa đã làm cho con người sống từ ban đầu. Chúng ta đang được sống với Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Khi tin tin đức tin với tin 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 về Chúa Thánh Thần, chúng ta vẫn cất tiếng nói tôi tin kính một Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Quả thật Chúa Thánh Thần mà phải là Thiên Chúa đã hiện diện ngay từ mùa đầu tạo dựng. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa hiện diện đặc biệt với Đức Chúa Phục Sinh và người mình ban Thiên Chúa như trong tâm hồn chúng ta bằng những vị thánh thần và tiếp tục tự trong cái mồm chúng ta bằng những vị huyền sinh. Ngài là Thiên Chúa đứng ban sự sống, không những sự sống trong công kỳ tạm dựng để cho chúng ta muốn là muôn vật và là người được có được sống, mà còn là sống khẩn lương, sống Thiên Chúa. Vì chính Ngài là vô ba, là sự sống tình yêu giữa chúng ta và Chúa Con. Ngài làm cho chúng ta được sống bằng chính sự sống ấy mà Chúa Giêsu đã nói với các con đồ: Thầy còn nhiều người muốn nói với các con nhưng các con chưa mang đầu. Thầy sẽ xin từ Cha ban thánh thần đến cho các con để chính Ngài là chân lý vẹn toàn đưa các con vào trong mặt thật trọn vẹn của tình yêu cứu độ Chúa Cha đã thực hiện nơi này cho các con. Chúng ta thật là những người có phúc. Thưa anh chị em, chúng ta tiếp tục khẩn cầu Chúa Thánh Thần sống với Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đứng ban sự sống, ban cho sự sống tại thế hôm nay lương càng ngày và ban sự sống tâm hồn ân sự của Thiên Chúa nơi chúng ta. Xin cho người tiếp tục đổi mới điều cầu đổi mới tâm hồn cho và chúng ta suốt sáng về đây cầu nguyện cho con cháu chúng ta được đầy yêu thương thánh thần qua những viên sức của cửa này. Amen. Giờ đây là nghi thức ban bí tích thánh sức, nghi thức này được bắt đầu bằng việc tiếp nhận thủ nhân. Chúng con xin kính mời cha phó giáo xứ Gia Yên giới thiệu các thủ nhân với đức giám mục, mời các
Cho người đã nhận bí tích thêm sức.
tin tưởng vào những điều gì thêm quyền năng và tác động của người, chúng ta dâng lời nguyện xin.
chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban thánh thần cho những người Chúa yêu thương đây và đã cho họ hiện thân với vị và máu con một Chúa. Xin cho ơn xin Chúa tuổi tay bài trong họ, ban cho họ sức mạnh cần thiết khi họ gặp thử thách gian nan. Xin cho họ sống như con tay thảo hiền đạt cho hội thánh được vui mừng hoan hỷ. Xin cho họ góp phần xây dựng hội thánh trong thế giới hôm nay bằng cách hoạt động theo tinh thần và thánh ý mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trọng kính Đức Cha Gioan Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, kính thưa Cha Tôn Chánh Sứ, Cha Giuse Phó Sứ, kính thưa quý cha thần tế, quý thầy quý dì, kính thưa quý cố quý chức ban hành giáo cùng toàn thể cộng đoàn, trong niềm vui hân hoan và chung niềm vui ngày con em trong giáo xứ chúng con được lãnh nhận bí tích thêm sức, cộng đoàn giáo xứ chúng con rất vui mừng và hạnh phúc được Đức Cha về ban bí tích thêm sức cho con em của chúng con. Lời đầu tiên chúng con xin kính dâng lên Đức Cha lòng thành kính tri ân sâu xa nhất của giáo xứ chúng con. Trọng kính Đức Cha kính yêu, cộng đoàn giáo xứ chúng con mừng Đức Cha 5 năm 60 ngày với vai trò giám mục giáo phận. Chúng con này xin Chúa thương vì nhớ chúc mừng cho Đức Cha và chúc phúc cho sứ vụ của Đức Cha, xin nhiều hoa trái, xin Chúa ban cho Đức Cha ơn bình an, sức khỏe hồn xác và sự khôn ngoan để hướng dẫn và chăm sóc và thiên Chúa. Chúng con tin tưởng rằng tựa vào lòng Chúa Giêsu, Đức Cha đã lắng nghe được tiếng lòng của Chúa để dẫn đưa đoàn thiên giáo phận đi vào mối tương quan mật thiết với Chúa và thân thiết với nhau. Hôm nay mặc dù vẫn còn rất nhiều công việc phục vụ của giáo phận, nhưng Đức Cha đã thương yêu ấm dành cho chúng con thời gian quý báu này để hiện diện dâng thánh lễ cầu nguyện và ban bí tích thêm sức cho con em trong giáo xứ của chúng con. Chúng con thành kính tri ân Đức Cha, kính chúc Đức Cha thật nhiều niềm vui, sức khỏe và tràn đầy sự bình an của Chúa Thánh Thần. Chúng con xin phép Đức Cha cho chúng con bày tỏ đôi lời với quý cha trong giáo xứ của chúng con. Chúng con vô cùng tri ân trước tình yêu thương, quan tâm, lo lắng của quý cha. Kính thưa quý anh chị giáo lý viên, hôm nay 141 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích thêm sức. Công ơn của quý anh chị giáo lý viên là hết sức lớn lao. Trong suốt thời gian hơn 2 năm qua, quý anh chị giáo lý viên đã hy sinh nhiều thì giờ, công sức không kể nắng mưa để cùng với quý cha hướng dẫn dạy dỗ giáo lý và tập cho các em sống đạo để các em có đủ điều kiện lãnh nhận bí tích thêm sức sáng nay. Chúng tôi vô cùng biết ơn. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha, là bậc làm cha làm mẹ, chúng con vô cùng sung sướng và hạnh phúc và gương sáng cho con cái trong đời sống đạo đức. Nguyện xin ban ơn Thiên Chúa và những lời cầu bầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse, ban ơn lành hồn sắc xuống trên Đức cha, quý thầy, quý dì, quý chức ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn quý chức ban hành giáo, ca đoàn, bộ nhạc kèm, cổ trống và cộng đoàn đã chuẩn bị lo lắng để thánh lễ sáng nay thật trang nghiêm và sốt sắng. Chúng con xin chân thành cảm ơn, nguyện xin Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng trả công bồi đầu cho quý vị. Để tỏ lòng biết ơn của cộng đoàn con thảo, chúng con xin kính dâng lên Đức Cha lãng hoa tươi tắm và chúc đoàn nhỏ. Kính xin Đức Cha thương vui nhận. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay thật to.
cầu đàn giáo sứ chúng con cũng có món quà nhỏ thay cho lời cảm tạ và thiên quý cha thượng đế kính thương quý cha thương huynh nhật. Chúng ta có sự góp phần của hết mọi thành phần các giáo xứ, ban
chị trong căn đoàn ban tên một mọi người cùng với tất cả sinh viên của mọi người làm những cái công việc của cầu nguyện. Và như thế thì chúng ta giống như trong quan sát đề nghị luật xưa ngày trước ông Môi-se trên núi và ông Giê-su-ê phải trao chín cái núi vua ở trên núi. Và như vậy là hai người hai công việc, một là như chúng ta đi thờ thời sinh nhà thờ và chúng ta đi cầu nguyện. Và công việc của ông Giê-su-ê ở dưới chân núi mới bị thổ đó thì nó bị thuộc ở trên núi này. Thế ông Môi-se cầu nguyện bỏ tay hạ xuống thì quân ta vô, và thế ông dân ta đi cầu nguyện thì quân ta thắng. Đến tối là hai ông Aaron và ông hai người phụ tá phải kê hai viên đá cho Môi-se tự thay vào để tay cứ nâng lên mãi và chiến thắng đối phương. Thành phố hôm nay đến với cuộc đoàn đấu sứ Tây Liên ngoài quê thiền, chúng ta thấy thờ thiền đang tiếp tục làm và chúng ta ở đây cầu nguyện ai được làm nhiều cô giá trị và quý trọng cảnh. Và ông trưởng ban cũng mời gọi tất cả con là chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho công trình này, đúng là lời cầu nguyện lời ngỏ rất là cây quan trọng. Chúng ta phải coi Chúa cầu nguyện để nhờ ơn Chúa mà công việc bên ngoài được tốt đẹp. Và xin chia vui với gia cố cùng với tất cả con là giáo xứ nhà thờ chúng ta từ ngày đặt móng tới hôm nay thời gian không bao nhiêu mà đã thấy lên tầng cái nền là đã thấy gần hoàn tất rồi. Và thật sự mà nói nhìn vào trong gia kiện này thì giáo sư gia đình chúng ta rất đúng thời gian cần phải làm lại nhà thờ vì đã có tuổi rồi, nhà thờ có tuổi rồi. Và ngay nhu cầu của giáo sư chúng ta thì chúng ta làm lại nhà thờ là rất đúng đắn. Và ơn của Chúa đang chúc lành cho giáo sư của chúng ta. Chung của giáo sứ chúng ta và anh chị em cũng biết là việc chung chúng ta đều quan tâm, nhưng mà có những người theo sát gần với công trình chung nhiều hơn và xin được với tư cách của giáo phận và vui mừng thờ của giáo sứ chúng ta đang kính cử xin cảm ơn tất cả cộng đoàn, đặc biệt là với các tu sĩ các điều đã qua và với tư việc của giáo sứ Chúa ở cùng anh chị em. Và cầu cầu cha.
còn đang đặt cho anh chị em được tái sinh bởi nước và thánh thần. Hiện nay chị em là quý em thương, xin được ban phúc lành cho anh chị em, vì được anh chị em luôn xứng đáng với tình thương của người. Lúc đêm xin đi đâu con một quân viên Chúa đã hứa ban Chúa thánh thần chân linh đến ở cùng giáo hội. Xin người ban phúc lành cho anh chị em, cho anh chị em sức mạnh của Chúa thánh thần để tăng trang và thiên chỉ tiêu dân đức tin. Chúa thánh thần là đấng bao giờ là đấng người yêu mến trong lòng các công người. Xin người yêu mến anh chị em nên một dẫn đưa tôi đến miền hoang lạc của nước Israel mà không bị công nạn trên đường. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.